Hello mọi người, hôm nay kênh Vi Thanh Showbiz TV đã tới một cái nhà thờ rất là nổi tiếng tại Pháp, là nhà thờ Notre Dame. Đây. Đó, mọi người thấy không? Thì nhà thờ này được có lịch sử là những cái vị vua ở nước Pháp mà muốn để được lên vua thì phải vô đây làm lễ rửa tội. Đó, và phải được làm người dân thì mới được làm lễ nhận chức là thành vua. Rồi mình sẽ quay cái khoảng cảnh xung quanh ở nhà thờ cho mọi người xem nha. Đó. Đây, chính diện cổng nhà thờ Notre Dame ở Pháp. Khách du lịch đi rất là đông. Đây, quang cảnh xung quanh. Đây là cổng chính mặt tiền của nhà thờ Notre Dame. Đây mọi người còn gọi là nhà thờ Đức Bà. Đó. À đây anh Quang ơi. Khách du lịch thì người ta sẽ tới nhà thờ này tham quan rất là nhiều. Đó, những kiến trúc cổ kính. Đây có anh Hoài Linh này. Đây là quang cảnh xung quanh. Quang cảnh xung quanh trước cổng. Đây mình đã vô được nhà thờ Notre Dame tại Pháp nha mọi người. Đó. Kiến trúc rất là đẹp cổ. Đây là chỗ chánh điện, chánh tòa. Mọi người tới đây cầu nguyện rất là đông. Đó, kiến trúc của kính của người Pháp rất là đẹp, thật là lộng lẫy uy nghi.
Đây là chỗ mọi người thắp nến để cầu nguyện. Đó. Nến nhỏ thì là 1 euro. Cây nến bự là 2 euro. Đó. Có nến cây nến dài thì cũng 2 euro mà cây bự hơn là 3 euro. Mọi người tới đây cầu nguyện sẽ mua nến thắp lên cầu nguyện cho gia đình. Đó. Đây. Đó, người ta đi cầu nguyện sẽ như vậy nha mọi người ơi. Và đây là hình ảnh. Đây. Cái những hình ảnh quà lưu niệm để in hình ra của cái nhà thờ Notre Dame. Đó. Đây là quầy lưu niệm ở trong nhà thờ bán nha. Một đồng là bán 2 euro. Rất là đẹp. Đây là chỗ cổng vô nè. Có in các vị. Mình thì không phải người trong đạo. Mình là người đạo Phật nên mình cũng không biết tên của các vị. Đây, mọi người tham quan thì vô tham quan vô cổng này. Đây là kiến trúc bên hông của nhà thờ Notre Dame. Đó. Những bức tượng mà bị cục tay mà mất khuyết đi á là do chiến tranh giữa Pháp và Đức. Đó, còn để lại nguyên si nha. Nè, thế kỷ thứ chiến tranh thứ nhất và chiến tranh thứ hai nha mọi người. Là những hình bức tượng này vẫn còn nguyên si vậy đó. Đây là quang cảnh bên hông nhà thờ Notre Dame. Thì chỗ này là đang rào lại do là đang tu sửa nhà thờ lại nha. Tu bổ lại nha mọi người. Đó. Những kiến trúc của nhà thờ Notre Dame thì rất là đẹp. Ở đây mình còn gọi là theo kiểu người Việt mình sống ở Pháp á, kêu nhà còn gọi tên nhà thờ này là nhà thờ Đức Bà. Đó, mình được anh hướng dẫn viên du lịch nói là tại sao gọi là nhà thờ Đức Bà? Vì ở đây là có Đức Chuẩn Hồng Y ở nên được gọi là nhà thờ Đức Bà. Đó, đây là quang cảnh xung quanh của nhà thờ.